Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít. Mình là Nam. Và hôm nay bọn mình sẽ đi Đà Lạt chơi các bạn ơi. Đây là lần đầu tiên mà mình đi Đà Lạt đấy. Vì thế mà mình muốn quay lại để xem cái cảm xúc của mình nó như thế nào. Và đây là thổ địa ở Đà Lạt các bạn ạ. Thằng này đã biết đường đi Đà Lạt, đã đi mấy chục lần rồi. Vì thế mà hôm nay là mình sẽ nhờ nó dắt mình đi từng ngóc ngách ở Đà Lạt. Và nếu các bạn thấy thích cái cuộc đi chơi này của bọn mình và muốn theo dõi bọn mình thì các bạn đừng quên bấm cho mình một like và một lượt chia sẻ nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lên đường. Let's go. Đi. Đang ngồi chờ xe này mọi người. Hiện tại là mình đang có mặt tại bến xe miền Đông các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ đi vào mua vé xe và đi thôi. Các bạn nhìn mình giống bụi đời không? Bây giờ là 0 giờ 14 rồi mọi người. Bọn mình phải chờ xe tới 1 giờ 15 mới có xe. Nghĩa là bọn mình phải chờ 1 tiếng nữa. Đây mấy cái xe người ta đang chờ mấy người trước à. Đó. Ok, thì hiện tại mình đang có mặt tại Đà Lạt rồi. Thì thời tiết ở đây cũng khá là bình thường các bạn ạ. Mát mẻ, cũng cỡ hai mấy độ. Bây giờ đang là 7 giờ sáng các mọi người. Sau 6 tiếng đi ô tô thì mình đã tới Đà Lạt rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm khách sạn để đồ với cả là thuê xe để đi khắp mọi nơi để chơi các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, sau khoảng thời gian mà bọn mình đi bộ cỡ nửa tiếng đấy, cùng bọn mình cũng đã thuê được một cái phòng khách sạn cũng khá là ok. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem qua cái phòng khách sạn này có những cái gì nha. Đây là cái cửa các bạn bước vào nhá. Khi bạn bước vào các bạn sẽ thấy cái đầu tiên là cái tivi này. Trên đấy có bức tranh này. Và cái mái này kiểu là mái kiểu Tây Nguyên đấy. Nhìn khá là lạ. Đây là phòng đựng quần áo rồi, chắc bọn mình không đựng đâu. Đây là cái kính. Các bạn thể thấy là cái tường nhìn cực kỳ là ma mị luôn. Cửa sổ đấy không nhìn ra ngoài được. Ở đây nó có cái gì ấy. Đó, đây là ghế, bàn, các thứ này. Không có gì nhiều. Đây là giường nhá. Giường này. Trong đây là nhà tắm này. Ôi. Kiểu tắm kiểu này thì chắc mình không tắm được đâu các bạn ơi. Mình không quen tắm cái này. Ở đây có cái chỗ rửa mặt các thứ này. Đây là nhà vệ sinh. Khách sạn này cỡ 1 sao hay 2 sao gì. Khách sạn này không có sao à. Bởi vì thế khách sạn này là 275.000 một ngày. Nói chung là mình thấy là cái điều kiện vật chất của khách sạn này cũng khá là ok rồi. Cũng chả có gì đòi hỏi thêm. Không có máy lạnh các bạn ạ. Chỉ có quạt thôi. Nói chung là mọi thứ ở đây cũng khá là ok. Bây giờ mình sẽ phải nằm nghỉ ngơi một tí, sau đó đi ăn sáng. Tính đi ăn sáng luôn, nhưng mà các bạn nhìn này, cái mặt của mình nó rất là bơ phờ, cả rất mệt luôn. Mình đã ngồi xe cỡ 6 tiếng liên tục rồi, không thể nào mà có thể tiếp tục nữa. Bây giờ mình phải nằm nghỉ một chút, sau đó mới có thể đi ăn sáng được các bạn. Ok, bây giờ là 10 giờ trưa, mình sẽ đi ăn trưa nhé các bạn. Thực sự là chưa ăn sáng đâu, tuy nhiên là sau một hôm đi xe mà mặt mình mụn hết lên này, sợ vậy. Let's go. Để xem có cái gì ngon nhá. Ok, bọn mình vừa mới thuê xe xong các bạn ơi. Bây giờ bọn mình sẽ dùng con xe để đi ăn sáng nha. Đói quá rồi. À nhầm, ăn trưa. Hiện tại bọn mình đang ăn sáng tại quán nem nướng Bà Nghĩa nha các bạn. Đó. Ở đây có bánh tráng, rau cuốn các thứ này. Có dưa leo, đồ chua. Ở đây bên đây là nem này. Ok, ở đây mình có một cái cuốn này. Đây mình sẽ cuốn vào ăn thử xem nào nhé. Vị nó khá là lạ, ngọt ngọt ngọt, có cả vị của chuối cũng như là khế, chua chua, ngọt ngọt, chắc chắc, ngon. Chào các bạn, hiện tại chúng ta đang có mặt tại một cái chỗ mà người ta check in rất là nhiều ở Đà Lạt đây. Các bạn thấy cái xanh xanh phía sau của mình ở đó. Cái này gọi là quảng trường thời đại, quảng trường Lâm Viên. Có rất là nhiều người ở đây, hôm nay là chủ nhật nữa cho nên có rất là nhiều người ở khu vực này. Mình nói là nhiều vậy thôi, nhưng mà nhiều ở cái khu vực Đà Lạt các bạn ơi. Bởi vì ở đây người ta cũng ít người lắm. Vì thế mà như thế này cũng được xem là nhiều rồi. Còn ở bên đây ấy, nó là một cái gì đó màu cam rồi. Bạn nào biết cái này là cái gì không? Có thể nói anh biết nha. Lần đầu tiên mình tới Đà Lạt, mình còn rất là lạ lẫm với những thứ ở đây các bạn ạ. Ở đây nhìn rất là hay. Ở phía sau lưng của mình ấy, nó có một cái hồ rất là lớn các bạn ơi. Mình cũng không biết nó tên là gì nữa, nhưng mà thằng Nam nó kêu là hồ này là hồ Than Thỏ các bạn ạ. Không biết có đúng hay không, các bạn comment xuống dưới mình biết nha. Lạ lẫm vãi. Ok các bạn ơi, thì bây giờ đã là 4 giờ rồi. Bọn mình vừa mới về khách sạn của một giấc xong. Thì bây giờ bọn mình sẽ quyết định đi ăn buffet rau ở trên đây nha. Mục đích mình lên Đà Lạt là để ăn buffet rau. Tuy nhiên là buổi sáng giờ mình hơi hố từ cái việc đặt phòng khách sạn tới ăn sáng. Mình sẽ nói qua một chút về cái vấn đề ăn sáng của bọn mình là ăn cái nem nướng ấy thì nó hơi mắc.
nói chung là ăn thì cũng được thôi, nhưng mà cái giá nó hơi chua. Thấy là một cái đĩa nem vậy thôi mà giá 80.000, thì theo như bản thân mình so với Sài Gòn thì nó hơi mắc. Nam thấy nào? Em thấy cũng không được ngon lắm. Nam nó không ăn được nhiều. Không ăn được nhiều. Bọn mình nói chung mình ăn không hết được cái đĩa đấy luôn. Cũng ăn cũng được thôi chứ không ngon lắm. Nhưng mà một mình thì ăn không hết, thằng Nam thì nó không ăn luôn, bởi vì không hợp khẩu vị với nó hay sao ấy. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi ăn buffet rau để xem như thế nào nha. Hy vọng là nó ngon, nếu mà nó không ngon nữa thì thôi, cái chuyến đi Đà Lạt của bọn mình thực sự là vô ích luôn đấy các bạn ạ. Đây quả thực là thử thách 24 giờ sống ở trên Đà Lạt các bạn ạ. 24 giờ sinh tồn ở Đà Lạt. Ok anh em ơi, bây giờ bọn mình đã tới cái chỗ mà ăn buffet rau rồi mọi người ơi. Giá 59.000 các bạn ăn rau thoải mái. Bây giờ mình sẽ kêu thêm quả thịt bò để ăn nữa nha. Bởi vì bọn mình đói lắm rồi, từ sáng giờ cũng chả ăn được nhiều hết đấy. Để bụng. Nem rán bà Nghĩa. Nem rán bà Nghĩa. Bây giờ mình sẽ phải vào đây và thu thập hết rau cũng như là thịt bò để ăn thôi. Bọn mình đang như kiểu là trên đỉnh núi đấy các bạn. Nhìn xuống dưới là cực kỳ xa luôn đấy. Nãy giờ mình leo dốc quá nhiều luôn, hết sức rồi. Bây giờ mình sẽ vào ăn nhá. Hiện tại mình đang ở tầng 1 của cái quán buffet nha mọi người. Từ đây nhìn xuống các bạn thấy không? Trời ơi, vãi thật. Nó sâu thăm thẳm luôn đấy. Nhìn mấy cái nhà ở xa kìa, bé xíu à. Ok, hiện tại mình đang có mặt ở trong quán này mọi người. Thì ở đây họ cho mình một cái lẩu này, gồm hai ngăn, một ngăn là bên đây là cay, bên đây là không cay này. Thì ở ngoài buffet cũng chỉ toàn là rau thôi, cho nên là bọn mình phải kêu thêm một cái set hải sản nữa. Thì đây là một cái combo với giá là 169.000 nha các bạn. Ở đây mình có trà atiso. Đó. Mình bỏ thêm đá vào, không biết Nam mới kêu là uống cái này phải uống nóng các bạn ơi. Đây là ly của nó này, đây là ly của mình kìa. Mình thấy uống đá chắc là nó ngon hơn. Họ cho mình thêm cả mấy vắt mì cũng như là bún nữa. Ok các bạn ơi, đây là một cái đĩa salad mà thằng Nam nó vừa mới trộn xong. Không biết là ăn nó ngon không? Nó đang ăn này. Bạn Nam thấy sao? Rau hơi đắng. Ngon như rau hơi đắng à? Bây giờ mình sẽ ăn thử để xem thế nào nhá. Này các bạn. Ăn có đắng đâu nhỉ? Ngon mà. Nó ngọt ngọt. Ngồi em tô không? Rau Đà Lạt nó tươi lắm các bạn ơi, ăn rất là ngon. Hôm nay mình sẽ làm thỏ và ăn rau nha mọi người. Bố mới sốt gì mà ngon rồi. Sốt trộn rau. Nước sốt nó ngon lắm các bạn. Ăn kỳ ngon luôn. Rau rất tươi. Đó. Ở đây có một cái quầy gọi là rau để nhúng nấu đấy các bạn. Đó. Rất là nhiều loại rau luôn. Rất là rẻ. Và để ăn như những chú thỏ, no bụng luôn mà giá chỉ có 59.000 thôi. Bên đây là nước chấm này. Đây mình sẽ đi lấy thêm trà atiso nha. Lấy trà atiso đây này. Ok, về bàn thôi. Đây, Nam đang lặt rau và bỏ vào trong cái nồi lẩu các bạn ơi. Ước mơ lên Đà Lạt chỉ để ăn lẩu rau thôi. Ở bên kia là để hải sản đấy. Và nếu mà ăn rau nhiều quá chắc là cũng không có ngon đâu. Phải có tí gọi là thịt vào. Chúng ta không phải là thầy tu cho nên là không thể ăn rau không được. Và ăn thêm tí hải sản nữa. Các bạn nhìn hấp dẫn không? Đây là không gian xung quanh của quán này. Rất là rộng đúng không mọi người? Đồ ăn đây nó tươi lắm mọi người. Rau củ quả tươi với cả xanh ấy, ăn nó rất là ngon. Nó ngọt ngọt, nó khác với ở trên Sài Gòn các bạn. Rau tươi quá mà quên mất nồi thịt của anh em mình. Các bạn thấy rau rất là nhiều nhá. Nhưng mà chúng ta có một đĩa đầy luôn. Là chỉ cần bỏ ra cỡ 2 lần nhúng thôi là hết một đĩa đầy luôn. Với cả là ăn nó khi mà các bạn nhúng vào đấy thì nó sẽ bị teo lại rất là nhiều. Ta ăn rất là nhiều và rất là lời anh em ạ. Xà lách nha mọi người. Đó. Xà lách chính tay Nam trộn. Cái nước sốt nó ngon lắm. Ăn là cảm giác nó
nó kiểu nó tăng thêm vị ngọt của rau ấy. Còn mình mới ngồi một tí thôi mà đã hết một đĩa rau rồi đấy. Vậy thấy nhanh không? Mời mọi người mình miếng cái bên chiên nha. Nhìn nấm mắt đúng không? Ừ. Nấm mắt mình cho ai à? Ở đây không có nấm ạ. Muốn ăn nấm là phải kêu riêng. Nó là có một số loại rau như là rau rau cải, rau muống, xà lách các thứ thì nó rẻ nên là người ta để bày ở ngoài. Còn các bạn muốn ăn thêm những cái món khác thì các bạn phải gọi theo combo từng set một. Ví dụ như là mình thấy là một đĩa đấy là 69.000, còn một set thì các bạn có thể mua với giá là 160.000 ấy, hay là 300 mấy hoặc là 400 mấy, nói chung là cũng được thôi. Nó khác với ở Sài Gòn là ở chỗ là ở đây cái không khí nó lạnh lạnh ấy thì ăn nó sẽ lẩu rất là ngon, đúng rồi, nó lạnh lạnh xong rồi các bạn ăn lẩu rồi đó, cảm giác rất là ngon. Bởi bây giờ cũng là tầm chiều rồi, ấm mát, khá là mát. Tầm tối thì bọn mình sẽ có thêm những cái lịch trình khác để đi những chỗ khác. Bây giờ sau khi ăn xong thì mình sẽ kết thúc cái tập này đây. Thì tập 2 thì bọn mình sẽ đi đâu thì các bạn sẽ theo dõi và biết nhá. Các hồi đấy các bạn. Đấy là gì không? Đúng là trời lạnh ăn lẩu ngon lắm. Tầm này về Hải Phòng ăn lẩu ngon nữa. Tầm này Bắc lạnh rồi đó. Lạnh quá. Thì như hồi nãy mình mua combo hải sản đấy các bạn. Đây là nó có cả mực nữa này. Mực với cả là cá hồi, nấm các thứ này. Đó. Mời các bạn con mực nhá. Ở mấy tập trước mình ăn thì không mời các bạn đấy. Thì các bạn lại kêu là mình mất lịch sự. Xong rồi mình mời thì các bạn lại kêu là có ăn được đâu mà mời. Thôi thì mình cứ mời cho lịch sự nha. Rồi mọi người. Nóng quá mà ngon lắm. Để đi lấy thùng rong. Ừ. Ở đây nó rất là thư thái các bạn ạ. Kiểu là các bạn đi lên trên đây đấy, cái không khí nó rất là thoáng mát. Với cả là phải nói như thế nào nhỉ? Không khí thoáng mát này, với cả là các bạn để xe ngoài đường ấy, các bạn không sợ bị mất như ở trên Sài Gòn. Nên là khi các bạn để xe ở trên Sài Gòn ấy là các bạn phải canh các thứ ấy, các bạn chỉ cần lơ là một chút thôi là mất xe. Nên là ở đây ấy, các bạn để xe ở dưới không cần ai canh luôn. Mà các bạn đi ra đi ngủ luôn, cỡ 3-4 tiếng sau đi ra vẫn còn. Còn mình gửi xe là không có người canh luôn. Bây giờ mình vẫn rất là an tâm người ăn. Đi ra mất xe thì không biết như nào nữa. Đây đĩa rau mà Nam mới lấy về này các bạn. Họ một đĩa đầy như này rồi chúng ta chỉ cần nhúng 2 lần thôi là hết. Và nó teo lại một xíu à. Không biết ăn mấy tiếng mới no đây các bạn ơi. Như là ăn rau đấy rất là ngon, với cả nó rất là ngọt. Rất là hấp dẫn. Rồi mọi người nhá. Rau đây tươi lắm. Lâu lắm mà không ăn rau rồi. Rau rất tốt nha các bạn. Các bạn có dịp nào lên Đà Lạt hay ghé vào ăn bức tươi rau. Quán này là quán Lê Huda, Lé Huda các bạn. Chuyên cũng phải rau. Mình thấy là ở trên mạng người ta review quán này rất là nhiều, vì thế mình quyết định là tới và ăn. Mà thấy cũng ngon thật. Cái trà atiso rồi đấy, mình uống nó kiểu nó không khác, nó trắng hết nhưng mà kiểu nó uống nó thanh hơn đấy. Nó kiểu nó thanh với cả nó mát hơn. Giống nhân trần ở ngoài Bắc. Nam nó kêu là giống nhân trần ở ngoài Bắc các bạn ơi. Bạn nào uống nhân trần thì biết, mình chưa uống nhân trần nên mình không biết được. Mình thấy uống nó khá là thanh. Được, mình có một chén rau đầy đấy mọi người. Đây mình sẽ ăn theo cách của Nam nhé. Sẽ nhiễu cái này lên đây. Trời trời nó se lạnh mà ăn lẩu nóng. Ngon dã man.
các bạn có dịp thì nhớ lên Đà Lạt ăn buffet rau nha. Đó. Ở thành phố không có đâu nha. Ở thành phố không có buffet rau quá à. Nhưng Đà Lạt bởi vì nó cũng buffet rau, có một bên cay, bên không cay, nhưng ăn thấy cả hai bên đều như nhau, không khác gì mấy quá. Còn mình từ Sài Gòn lên trên Đà Lạt để làm thỏ anh em ạ. Ăn quá nhiều rau. Cái chỗ này như kiểu nó ở trên cái chỗ cao cao ấy các bạn, như kiểu là trên đỉnh núi luôn đấy. Các bạn nhìn xuống dưới nó rất là ghê, với cả là một cái đường dốc đi lên. Cái chỗ này như kiểu là chỗ cáp treo ấy để đi qua bên kia. Mình không biết là bên kia đi qua đâu, thì là có một cái cáp treo đây để đi qua bên kia. Chắc là nó đi qua một cái chỗ khu du lịch hay cái gì đấy, mình không biết nữa. Chắc là mình sẽ tìm hiểu thêm. Bây phải ăn cho xong nữa các bạn ơi. Phải nói với các bạn là hồi sáng bọn mình đi ăn ở cái quán nem nướng ấy, nó thất vọng bao nhiêu thì bây giờ bọn mình ăn cái này cảm thấy nó ngon bấy nhiêu các bạn ơi. Đúng là cái sự đền đáp thỏa đáng cho bọn mình sau khi bọn mình có những sai lầm tuổi trẻ các bạn ạ. Rồi mình sẽ ăn một con mực cho các bạn xem nhé. Mực nó rất là tươi, nó rất là giòn các bạn. Giới thiệu các bạn đây là một chén mì tôm sang chảnh nhất Việt Nam luôn. Có tí mì tôm ở dưới mà trên toàn nấm với cả hải sản thôi. Bây giờ thì khách họ vào cũng đông rồi các bạn ơi, gần như là full bàn rồi, cho nên mình cũng không có quay, bởi vì nếu mình quay nhiều ấy thì nó rất là ảnh hưởng tiếng ồn đấy, mình không biết lọc tiếng hay như thế nào, thế nó rất là ảnh hưởng. Thế bây giờ là mình sẽ ngồi vào ăn nhá, rồi một tí nữa ăn xong thì mình sẽ tiếp tục cho các bạn biết cái lộ trình tiếp theo của mình là gì. Xong hết rồi nha mọi người, no say rồi, bây giờ bọn mình sẽ tính tiền và đi ra thôi. Ngồi đây cũng từ 4 giờ tới 5 giờ 15 rồi các bạn. No vãi. Hiện tại là mình đang có mặt tại chợ đêm Đà Lạt nha mọi người. Ở đây nó cũng khá là lạnh, nó không lạnh lắm. Nó sẽ xe mát cỡ tầm, khi các bạn đi qua bờ hồ ấy thì nó sẽ lạnh tầm 15 độ. Nhưng mà khi các bạn vào trong đây ấy, thì nó ấm áp hơn là cỡ 20 độ. Thì mình vừa mới mua được một cái áo đen này các bạn. Đó. Mình Việt Nam mới mua được hai cái bộ đồ màu đen. Bây giờ mình sẽ đi dạo xung quanh khu này xem nó có cái gì ăn không. Đây bọn mình sẽ đi dạo xung quanh khu này xem có cái gì ăn không, rồi sau đó là bọn mình sẽ ăn thử nhá. Ở đây nó có một cái cầu thang để đi lên này, mình sẽ quay cái đường đi lên cho các bạn xem. Mình thấy trên tivi người ta hay chiếu mấy cái cầu thang này này. Đó. Không biết là cái cầu thang này thì nó như thế nào, nhưng mà thấy rất là nhiều người đi ở đây. Có vẻ rất là vui, ồn ào. Chợ đấy nó khá đông, nó đông hơn cả Sài Gòn luôn. Chắc là tại đây nó ít chợ. Mình thấy có mỗi cái chợ này là lớn. Mà chợ đêm nữa, chắc là đông.
Đây là phía dưới nè mọi người. Ở đây có rất là nhiều đồ ăn này mọi người. Đi đâu lên đây? Có xúc xích này, hồ lô, trứng lộn, tôm các thứ. Mình mua bánh tráng với lại sữa, như là trứng gà nướng. Ngờ ủng hộ đi em ơi. Cảm ơn. Ê, sữa đậu nành nóng 10.000 một ly. Mùi nóng quá. Có cả hột gà nướng đặc sản của Đà Lạt này mọi người. Hiện tại là cô đang nướng bánh tráng nhá. Quán này khá là vắng, mình có thể ngồi từ trên đây nhìn xuống dưới, rất đẹp. Các bạn biết đấy, là bây giờ nó rất là lạnh. Nói là bây giờ cũng phải tầm 15 đến 20 độ rồi, cho nên là bán cái ly này rất là nóng, bạn thấy là bốc hơi luôn này. Lúc đầu mình không biết, mình tưởng là nó kiểu là ấm ấm thôi, mình uống cái tê hết cả lưỡi luôn. Đây là trứng gà nướng này các bạn. Mình tưởng là trứng gà nướng là giống ở trên Sài Gòn nhưng mà không phải. Đây như kiểu là trứng gà luộc xong rồi nướng lên hay sao ấy. Thế khá là lạ. Đây, đây là sữa đậu lành nhá. Trời nóng ấy, trời nóng mà uống mấy cái sữa như thế này em. Nó rất là gọi là rất là ấm, ấm bụng. Mình sẽ ăn trứng gà nhá. Nó giống như kiểu là trứng gà luộc các bạn. Nó không khác trứng gà luộc. Nó thực sự là trứng gà luộc nhưng mà nướng lên. Ba trái là 20.000, khá là mắc. Một ly này là 10.000 này. Đây ăn cầm hơi được các bạn ơi. Trứng gà luộc, xong rồi nướng lên. Đầu tiên mình cứ tưởng là giống như ở Sài Gòn đấy các bạn, nhưng không phải. Trứng gà luộc còn nướng thôi.
Mọi người ăn trứng gà luộc nhá. Lạnh quá. Đây là bánh tráng nướng nha mọi người. Đó. Bánh tráng nướng Đà Lạt 20k một cái. Mình sẽ ăn thử xem thế nào nhá. Nóng quá. Mới nướng xong luôn đấy. Khá là nóng. Đây mình sẽ ăn thử xem thế nào. Chắc là giòn lắm. Ở trong nó có trứng cút, hành, tôm, không phải tôm mà tép. Thôi mấy cái vị đây mình có thể nhận ra, còn mấy vị khác mình không nhận ra. Có trứng cút, hành, tép. Chắc là có thêm mỡ, bơ. Vị nó lạ, cũng như kiểu là bánh tráng nướng ở trên Sài Gòn thôi. Bánh tráng nướng trên Sài Gòn nó rẻ hơn các bạn ơi. Ở dưới đây cái gì cũng mắc hết. Nóng quá, ngon lắm. Mình vừa mới ăn xong các bạn ơi, thì hai quả, ba quả trứng gà, hai cái bánh tráng với hai ly sữa đậu nành là 80.000. Mình thấy là đồ ăn đây cũng được nhưng mà nó hơi mắc. Thực sự luôn đấy. Vì nếu như mà mua ở Sài Gòn thì nó sẽ không có giá như thế. Nếu mà mua ở Sài Gòn đấy thì giá nó sẽ chỉ tầm 60 thôi. Mình nghĩ là 60 là cao lắm rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm thứ khác mà ăn nhé. Bọn mình vừa mua thêm dâu lắc cũng như là da ua đấy các bạn. Dâu lắc thì 20.000 đúng không? Dâu lắc thì 20.000, còn da ua thì 8.000 mọi người. Đi mấy xíu ạ. Để mình ăn thử xem thế nào rồi. Bốc luôn nha. Lâu quá không ăn dầu. Chua quá. Chua các bạn ạ. Cái này thì sao? Chua luôn. Ở chợ đêm này nó có mấy cái tiết mục văn nghệ nhiều lắm mọi người. Hầu như là chỗ này hát, chỗ kia hát, rồi chỗ khác cũng hát nữa. Vì thế nó có rất là nhiều chỗ văn nghệ các bạn. Cũng khá là đông nữa, không biết là mấy giờ nó mới đóng. Nhưng mà giữ xe thì chỉ giữ tầm 10 giờ thôi. Các bạn ơi, sau hơn một tiếng đi bộ thì cuối cùng bọn mình cũng đã tới được một cái quán đồ nướng các bạn ơi. Kiểu xiên que như ở Sài Gòn ấy. Thì 5.000, 10.000, các thứ 15, 20. Bọn mình mua được xúc xích này. Cái này là cái gì? Chả cá. Chả cá này, bò này. Bò lá lốt, cá viên, đủ thứ hết đấy, nhiều lắm. Ở đây là đồ chấm này. Bây giờ bọn mình sẽ ngồi và ăn thôi. Mệt lắm rồi, ăn xong đi về đó các bạn ơi. Chờ ngày mai lên đường hành trình trở về Sài Gòn thôi. Chứ bọn mình chỉ xuống đây được một hôm thôi. Sức nhiều thì cũng không có gì chơi đấy. Bọn mình về còn công việc ở Sài Gòn nữa. Ngon không? Không được. Cái gì á? Mề gà. Mề gà nướng. Yeah, mình sẽ ăn thử bò nhá. Ngon phết. Đồ ăn đây khá là ngon nha các bạn. Tôi mới được miếng bò được. Ở đây cũng khá là tươi, nó không có bị nhũn này gì á. Đây là bao tử heo. Ăn thử bao tử heo. Bao tử heo thì không ngon lắm. Ê, đây là phao câu gà. Phao câu gà. Chuẩn rồi. Da gà hay đâu. Phao câu. Ăn thử biết. Anh ăn phao câu là anh biết ngay mà. Đấy mới là bao tử đúng không? Đúng không? Đừng da gà. Không phải bao tử không? À, đây này. Như là da gà ấy. Phao câu gà. Phao câu, câu da. Để da gà, mình ăn gà. Nó bị cái phao câu các bạn ạ. Nó lạ lắm. Mề gà ngon. Đây là mề gà này. Mề gà ngon. Nó có nhiều vị than quá. Mình ăn thấy thịt bò ngon. Nghe cái này nó có nhiều vị than quá. Cá viên. Cá viên này chắc là nhiều bạn ăn rồi.
Ngon, cá viên ngon. Ngon xương. Đúng là thấy nó ngon hơn chiên. Có mùi đặc mùi gì. Nữa ăn ngon hơn là chiên các bạn. Tầm này là cũng 9 giờ rồi. 10 giờ là người ta sẽ không cho giữ xe nữa, cho nên mình phải ăn nhanh chóng rồi đi về. Ok các bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã về lại Sài Gòn rồi nhá. Thì đây là những cái phần quà lưu niệm mình mua về để give away cho người thân và gia đình các bạn ơi. Đầu tiên là có một cái cặp cú này. Đấy. Ở đây mình có hai bịch dâu Đà Lạt. Khá là bự. Ở đây thì mình có thêm cả ba bịch mứt nữa các bạn ơi. Đây là mứt đào sữa này, táo sấy dẻo. Cái này là kiwi sấy. Mình có một chai nước cốt ép chanh dây. Ở đây có thêm một chai dâu tây tươi nữa mọi người ơi. Đấy. Thì mình đã đi tổng cộng là 12 tiếng xe ô tô nhá. Và 24 giờ sinh tồn ở trên Đà Lạt. Và sau khi mình làm xong cái thử thách ở đây, mình cảm thấy cực kỳ mệt luôn. Bây giờ thì mình có thể ngủ ngay một giấc các bạn ơi. Thì nếu như bạn nào mà cảm thấy là mình đầu tư và có tâm huyết với lại cái series sinh tồn Đà Lạt này, thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Thì nếu các bạn muốn mình sinh tồn đâu nữa thì các bạn cứ comment ở dưới để mình biết. Còn bây giờ thì bye bye, mình phải đi ngủ đây. Mệt lắm rồi. Bye bye mọi người.